danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào tất cả các em, cô là Thanh Nga và hôm nay thì cô cùng chúng mình sẽ tìm hiểu về chương số 3 là chương về dòng điện xoay chiều. Trước đây chúng mình học chương 1, chương 2 là mình học về dao động, mình học về sóng cơ đúng không? Mình học về dao động tuần hoàn này, dao động cưỡng bức này, dao động duy trì này, dao động của sóng đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ mình sẽ học một cái loại cũng là dao động nhưng mà cái dao động này thì mình không nhìn thấy được. Những dao động trước đây thì là mình thấy được, còn dao động này thì mình không nhìn thấy được. Đấy chính là dao động điện cưỡng bức, và người ta gọi cái dao động điện cưỡng bức đấy chính là dòng điện xoay chiều. Trước khi vào ngày hôm nay thì bài ngày hôm nay thì cô muốn nhắc chúng mình một chút về cái chương này. Là chương rất là quan trọng. Nó chiếm đến khoảng 8 đến 10 câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Thế nên là khi mà học cái phần này thì cô mong là chúng mình sẽ học thật là cẩn thận và ghi chép bài thật là đầy đủ nhá. Để nắm được chương này thì mình sẽ học qua mấy cái nội dung như sau. Đầu tiên thì hôm nay mình sẽ học về đại cương dòng điện xoay chiều này. Tiếp theo mình học về công suất tiêu thụ, hệ số công suất. Tiếp theo mình học về máy biến áp, máy phát điện. Tiếp theo là truyền tải điện năng đi xa. Và cuối cùng thì mình sẽ học về động cơ không đồng bộ 3 pha. Với bài ngày hôm nay là bài đầu tiên thì mình sẽ học về cái đại cương về dòng điện xoay chiều đúng không nhỉ? Vậy thì cái dòng điện xoay chiều là gì? Dòng điện xoay chiều là gì nhỉ? Trước khi mà đến với khái niệm dòng điện xoay chiều thì mình cùng đến với một khái niệm, mình cùng ôn lại một chút về khái niệm dòng điện không đổi mà mình đã học ở những năm trước nhá. Vậy thì dòng điện không đổi là gì nhỉ? Dòng điện không đổi là, các em nhớ này, nó là dòng điện mà có cả chiều này và có cả cường độ thì đều không đổi theo thời gian. Nhớ nhá, nó có cả chiều và cả cường độ thì đều không thay đổi theo thời gian. Còn dòng điện xoay chiều thì nó lại ngược lại với dòng điện không đổi. Dòng điện xoay chiều là dòng điện mà có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian với cái quy luật là hàm sin hoặc là hàm cốt, đúng không nhỉ? Nhớ nhá, cường độ nó biến thiên tuần hoàn theo với thời gian theo quy luật của hàm sin hoặc là hàm cốt. Thì cái định nghĩa này thì mình thấy hơi quen một chút đúng không? Cái này giống như cái định nghĩa về phần dao động điều hòa đúng không nhỉ? Thế thì về bản chất dao động đấy và dao động này nó là như nhau các em ạ. Về bản chất nó là như nhau bởi vì nó cùng là dao động mà đúng không? Vậy nên cái phương trình của dòng điện xoay chiều, cái phương trình của cường độ ấy, cường độ dòng điện xoay chiều ấy, nó cũng có dạng hàm sin hoặc là hàm cốt như sau này. Y nó sẽ bằng Y0 nhân cos omega t cộng phi và nó có đơn vị là ampere các em nhá. Để tìm hiểu thì là mình sẽ tìm hiểu xem các giá trị ở trên các đại lượng ở trên cái phương trình này nó là cái gì. Đầu tiên chúng mình nhìn cái Y nhỏ. Y nhỏ ấy thì nó là giá trị tức thời của dòng điện. Nó có thể dương, nó có thể âm và nó biến thiên tuần hoàn theo thời gian với quy luật là hàm sin hoặc là hàm cốt, đúng không nhỉ? Tiếp theo mình nhìn cái Y0. Tất nhiên rồi đúng không? Y0 nó sẽ là biên, nó sẽ là biên của cái Y nhỏ này. Và nó là giá trị cực đại của cái Y nhỏ. Và Y nó sẽ bằng Y0 khi mà cái cốt này nó bằng 1. Bởi vì cốt thì biến thiên từ âm 1 đến 1 đúng không nhỉ? Thế thì Y nó sẽ bằng Y0 khi cái cốt này đặt mắc. Cốt mắc bằng 1 thì cái Y nó sẽ bằng Y0 đúng không? Và cái Y0 thì nó luôn dương các em nhá. Tiếp theo là cái cụm omega t cộng phi. Omega t cộng phi như các em đã biết thì nó sẽ là pha của dao động đúng không nhỉ? Nó có đơn vị là radian trên giây. Tiếp theo là cái này. Có đơn vị là radian. Tiếp theo là cái omega. Omega thì mình gọi là tần số góc đúng không? Tần số góc thì nó sẽ bằng 2pi trên t và bằng 2πf và vẫn là đơn vị radian trên giây. Ok. Cái phần này nó giống y hệt phần dao động điều hòa. Thế nên là cô sẽ lướt qua cái phần này luôn nhá. Để củng cố một chút thì chúng mình sẽ có một cái ví dụ nhỏ về phần này như sau. Ví dụ là phương trình Y bằng 6 cos 100pi t cộng pi trên 2 ampere. Đề bài yêu cầu mình xác định giá trị cực đại này, tần số góc này, chu kỳ và pha ban đầu của Y. Ok, mình sẽ nhớ lại cái phương trình khi nãy cô vừa viết nhá. Y bằng gì các em nhỉ? Y bằng Y0 nhân cos omega t cộng phi đúng không? Đúng không nhỉ? Thế phương trình đấy cho là Y sẽ bằng 6 cos
100PT cộng với pi trên 2 ampe. Vậy thì cái giá trị cực đại mình vừa học rồi đúng không nhỉ? Giá trị cực đại nó sẽ là Y0 đúng không? Thì Y0 với cả nó sẽ tương ứng thế này. Thì Y0 ở bài này mình sẽ suy ra được nó sẽ bằng 6 đúng không? 6 ampe. Tiếp theo là tần số góc. Tần số góc nó sẽ là gì đây? Nó sẽ là omega đúng không? Và nó sẽ là 100π. Omega bằng 100π. Tiếp theo là chu kỳ. Chu kỳ như thường lệ thì nó vẫn T vẫn bằng 2π trên omega đúng không? T sẽ bằng 2π trên omega. Và bằng gì nhỉ? 2π mà chia 100π sẽ bằng 1 phần 50 giây. Tức là sao nhỉ? Tức là cứ sau 1 phần 50 giây thì cái vật nó thực hiện, nó lặp lại trạng thái cũ, đúng không nhỉ? Và cuối cùng là người ta hỏi mình cái pha ban đầu. Pha ban đầu thì nó sẽ là phi, nó sẽ giúp mình xác định trạng thái đúng không? Đúng không? Phi ở bài này nó bằng dương pi trên 2. Dương pi trên 2 tức là sao? Tức là ban đầu vật đang ở vị trí cân bằng và nó đi theo chiều âm của trục tọa độ, đúng không nhỉ? Ok, vậy là mình đã xong cái yêu cầu đề bài. Tiếp theo ở đây có một cái mà chúng mình cần phải biết nữa. Đấy chính là về phần đồ thị. Đồ thị của cái này thì nó vẫn có hạ dạng hàm cốt và nó là dao động, đúng không? Thế nên đồ thị của nó cũng có dạng hình sin, như thế như mình đã học đúng không nhỉ? Ở đây này, mình nhìn này, cái đồ thị này nó có trục hoành là trục OT và trục tung là trục OI. Ban đầu vật ở đây đúng không? Tại vị trí mà Y bằng 0, T bằng 0, Y bằng 0 đúng không? Tức là vật đang ở vị trí cân bằng đúng không nhỉ? Đang ở vị trí cân bằng và nó đi theo chiều âm này đúng không? Bởi vì pha ban đầu là pi trên 2 mà đúng không nhỉ? Tiếp theo mình nhìn cái đỉnh của cái đồ thị này. Đây. Tức là nó là giá trị cực đại của Y đúng không? Tức là Y0 với các em thì dòng sang đây nó sẽ là 6 và trừ 6 tương ứng với giá trị biên âm và biên dương. Tiếp theo một cái nữa mình cần bàn đến chính là chu kỳ. Chu kỳ nó từ đâu đến đâu nhỉ? Chu kỳ là vật lặp khoảng thời gian mà vật lặp lại trạng thái ban đầu đúng không? Ngắn nhất mà vật lặp lại trạng thái ban đầu. Thì nó sẽ là từ đây đến vị trí này, cũng là vị trí cân bằng và đi theo chiều âm của trục tọa độ đúng không nhỉ? Vậy thì từ đây đến đây nó sẽ là được một chu kỳ T, đúng chưa? Nó sẽ là một chu kỳ T. Và cái đầu đây là dòng điện xoay chiều đúng không nhỉ? Vậy thì cái dòng điện xoay chiều nó sẽ đổi chiều khi nào? Các em nhìn này, một chu kỳ dòng điện sẽ đổi chiều 2 lần khi mà đi qua vị trí Y bằng 0. Để giải thích câu này thì các em nhớ lại về cái vận tốc trong dao động điều hòa nhá. Vận tốc trong dao động điều hòa nó cũng sẽ đổi chiều khi mà vận tốc bằng 0 đúng không? Thì ở đây Y cũng như thế. Các em cứ hiểu đơn giản là khi Y bằng 0 thì nó đã đổi chiều. Một chu kỳ thì nó sẽ có 2 lần Y bằng 0, hai lần đi qua vị trí cân bằng, một lần dương và một lần âm đúng không? Thế thì nó sẽ có 2 lần đổi chiều trong một chu kỳ. Ok. Tiếp theo mình sẽ sang phần số 2. Đấy là phần về nguyên tắc tạo ra cái dòng điện xoay chiều. Chúng mình cùng sang phần 2 nhỏ nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ vào phần 2 là phần nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Đầu tiên thì chúng mình sẽ xem một cái thí nghiệm mô phỏng như sau. Cô có hai nam châm như thế này. Giữa hai nam châm sẽ có từ trường đúng không? Và có từ trường, và cô mình chúng mình coi là ở giữa hai nam châm này sẽ có từ trường đều. Và khi mà cô có cái khung dây này, cô cho khung dây nào vào trong cái từ trường này và quay khung dây này thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Đây, khi cô quay cái khung dây này với tốc độ góc là omega. Đấy, thì các em thấy này, cái phương pháp tuyến của khung dây, nhớ nhá, phương pháp tuyến của khung dây mình gọi đấy là vector n ấy, nó hợp với cả cái b, một góc là alpha đúng không? Mình có này, góc alpha là góc hợp bởi phương pháp tuyến của khung dây và vector b, nó sẽ biến thiên đúng không? Nó sẽ thay đổi theo thời gian đúng không nhỉ? Và khi mà cái góc đấy thay đổi thì mình số các đường sức từ mà xuyên qua khung dây sẽ thay đổi đúng không? Và người ta số đường sức từ xuyên qua khung dây thay đổi thì mình xuất hiện từ thông. Và từ thông sẽ được tính bằng công thức là NBS nhân với cos alpha. Mình đã học ở hồi lớp 11 rồi đúng không nhỉ? NBS nhân cos alpha nhá. Trong đó alpha sẽ là góc hợp bởi vector pháp tuyến N và vector cảm ứng từ B. Đúng chưa? Và cái này nó sẽ bằng là NBS cos omega t
cộng phi. Tại sao nó lại là cos omega t cộng phi? Đây. Thế thì giả sử ở thời điểm t bằng 0 ban đầu, thời điểm t bằng 0 thì góc alpha của mình nó sẽ bằng góc phi, đúng không nhỉ? Giả sử thời điểm ban đầu nó sẽ là góc phi. Sau đó đến thời điểm t thì cái này nó quay với tốc độ góc là omega thêm được một góc nữa. Thì góc đấy nó chính bằng tính bằng là tốc độ góc nhân thời gian t, nó sẽ là omega nhân t, đúng chưa? Vậy thì chốt lại góc alpha nó sẽ bằng là omega t cộng với phi. Vậy nên chỗ này thay lên đây thì cái này sẽ bằng là nbs cos omega t cộng phi. Đúng không? Đúng chưa nhỉ? Vậy thì khi mà cái từ thông này biến thiên thì nó sẽ sinh ra một cái suất điện động cảm ứng các em ạ. Sinh ra suất điện động cảm ứng thì được tính bằng E bằng trừ D phi trên DT, đúng chưa? Tức là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của cái từ thông. Tại sao ở đây nó lại mang dấu trừ nhỉ? Các em nhớ nhá, tại sao ở đây mang dấu trừ? Bởi vì bản chất cái quá trình này ấy, thì nó chính là hiện tượng cảm ứng điện từ. Và cái chiều mà dòng điện cảm ứng sinh ra nó có cái chiều là chống lại cái nguyên nhân sinh ra nó. Thế nên là cái này nó sẽ có dấu trừ nhá. Mà đạo hàm theo thời gian, bậc nhất theo thời gian của từ thông, đây là hàm cos đúng không? Cos u đạo hàm thì bằng u phẩy nhân với trừ sin u. Sự nó có dấu trừ, với dấu trừ này thì nó sẽ triệt tiêu nhau. Và cái này nó sẽ mang dấu dương nhá. U phẩy nó sẽ bằng gì đây? Đây là hàm bậc nhất theo thời gian ẩn t, đúng chưa? Đạo hàm cái này nó sẽ ra là omega. Đây, omega. Vậy thì nó sẽ là nbs omega nhân sin u nhân sin của omega t cộng phi, đúng chưa? Và mình nhìn cái tiếp theo mình phải nhìn đến cái này. Cái này là hàm cos đúng không? Mà cái này mình ra hàm sin. Thế nên mình sẽ rất khó để so sánh về cái pha ban đầu của nó sẽ như thế nào. Thế thì cô sẽ đổi cái hàm từ sin này về cái hàm cos. Cách đổi sin về cos thì đây, cô sẽ nhắc lại một chút như thế này. Mình có đồ tròn đơn vị như thế này nhá. Cos nằm sin đứng. Đây là trục cos này. Đây là trục sin. Vậy thì để đổi từ sin sang cos thì mình chỉ cần trừ đi góc pi trên 2. Còn đổi từ cos sang sin thì là mình cộng thêm với góc dương pi trên 2, đúng không? Đây là hàm sin, mình cần đổi sang cos thì mình sẽ trừ đi góc pi trên 2 như thế này. Thì cái này sẽ bằng là nbs omega nhân với cos omega t cộng phi trừ pi trên 2. Thế thì chúng mình xem cái pha ban đầu này. Cái này là cos của omega t cộng phi. Cái này là cos omega t cộng phi trừ pi trên 2. À thế là, tức là lệch pha nhau một góc là 90 độ đúng không? Vậy nên là cái từ thông với cả cái suất điện động này nó sẽ vuông pha với nhau. Và cụ thể thì suất điện động nó sẽ chậm pha hơn cái từ thông một góc là 90 độ. Và cái chú ý này các em cần nhớ nhá. Ngoài ra chúng mình chúng mình có một cách hiểu khác là như thế này. Rõ ràng dựa vào thí nghiệm này chúng mình thấy được là có từ thông thì mới có suất điện động đúng không? Thế nên là chắc chắn suất điện động nó sẽ phải chậm pha hơn từ thông. Và cụ thể ở đây nó sẽ chậm pha là góc dương pi trên 2. Ok, chúng mình nhớ công thức này, nhớ chú ý này nhá. Vậy thì nếu như cái cuộn dây này, cuộn dây khép kín này nó có điện trở là R thì sao các em? Khi mà cái cuộn dây có điện trở R thì mình sẽ tính được cường độ dòng điện. Nó sẽ bằng suất điện động chia R. Khi nãy thì mình tính được suất điện động bằng nbs omega sin omega t cộng phi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần lấy cái đấy chia cho R là ra. Nó sẽ ra biểu thức là nbs omega trên r nhân sin omega t cộng phi. Các em thấy là đây, cái biểu thức này, cái này nó sẽ bằng một cái hằng số và cô sẽ đặt cái này bằng y0 nbs omega trên r. Và thay y0 lên đây thì mình sẽ được phương trình của y là y bằng y0 nhân cos omega t cộng phi, đơn vị ampe nhá. Vậy là mình đã ra được cái dạng của phương trình của cường độ dòng điện trong cái dòng điện xoay chiều rồi đúng không? Cô sẽ chốt lại một chút về kiến thức này. Nhớ nhá, khi mà cho khung dây dẫn khép kín quay trong từ trường đều với tốc độ góc là omega thì góc alpha là góc hợp bởi phương pháp tuyến của khung dây và vectơ cảm ứng từ B. Nó sẽ biến thiên nên xuất hiện, nên có từ thông biến thiên. Có từ thông biến thiên sẽ sinh ra suất điện động cảm ứng. Và có suất điện động cảm ứng thì mình sẽ tính được cái y, nó sẽ bằng là y0 nhân cos omega t cộng phi. Ok, cái phương trình này chúng mình phải nhớ thật kỹ nhá. Tiếp theo, xong cái phần 2 nhỏ
thì mình sẽ đến phần 3. Phần 3 là phần về giá trị hiệu dụng của Y. Tiếp theo chúng mình sẽ sang phần 3 là phần giá trị hiệu dụng. Thì khái niệm này là hơi mới với chúng ta đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu là công thức tính cường độ hiệu dụng như thế nào. Thế thì công thức mà tính cường độ hiệu dụng ý, thì nó được xây dựng dựa trên cái tác dụng nhiệt của dòng điện. Thì dòng điện xoay chiều khi cho đi qua dây dẫn có điện trở là R thì sau thời gian T nó cũng tỏa nhiệt y như là dòng điện một chiều. Và cụ thể là như thế nào thì chúng mình sẽ cùng xem xây dựng công thức này như thế nào nhá. Đầu tiên là mình cho cái dòng điện xoay chiều Y bằng Y0 cos omega T chạy qua R thì nó sẽ có công suất tức thời là gì nhỉ? P nó sẽ bằng Y bình nhân R theo định luật Joule-Lenz. Thế mình sẽ thay cái Y này, đây là giá trị tức thời mà đúng chưa? Mình sẽ thay bằng Y0 nhân cos omega T. Đây, Y sẽ thay bằng Y0 nhân cos omega T vào đây thì mình sẽ được là Y0 bình nhân R nhân cos bình omega T. Đến đây thì cô sẽ dùng công thức hạ bậc. Đây là cos bình, cô sẽ hạ bậc xuống là bậc 1 thôi nhá. Thì nó sẽ bằng như thế này. Y0 bình nhân R trên 2 nhân cos của 2 omega T cộng với Y0 bình nhân R trên 2. Tiếp theo mình sẽ cần tính cái công suất trung bình trong một chu kỳ. Thì các em nhìn này, cái phần công suất tức thời ấy, nó sẽ có hai thành phần. Một là đây thành phần này, thành phần biến thiên đúng không? Và đây là thành phần nó bằng một cái hằng số. Thế khi mà trong một chu kỳ ấy, thì cái thành phần biến thiên này nó sẽ luôn xuất hiện hai cái giá trị mà đối lập nhau, giá trị đối nhau, không phải đối lập mà đối nhau nhá. Thế thì tổng của nó sẽ bằng không đúng chưa? Thế nên là cho công suất trung bình trong một chu kỳ thì mình sẽ lấy cái giá trị này thôi. Mình sẽ lấy cái giá trị không đổi này thôi, nó sẽ bằng là Y0 bình nhân R trên 2. Tiếp theo mà khi mà cô cho cái dòng điện một chiều có cường độ không đổi là Y đi qua R thì nó sẽ cho công suất là gì? Cũng theo định luật Joule-Lenz, P vẫn bằng Y bình nhân R, đúng chưa? Bây giờ cô cho cái P này bằng P này để tìm mối quan hệ giữa cái Y0 và Y. Thì mình sẽ có gì? Mình sẽ có là cái Y0 bình nhân R trên 2 sẽ bằng Y bình nhân R. Và từ đây mình suy ra được là cái Y nó sẽ bằng Y0 trên căn 2, đúng chưa? Và đây chính là cái giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện Y. Và đây công thức này mình sẽ dùng để tính cái cường giá trị hiệu dụng nha. Và thường ấy, thường thì cái tất cả thiết bị điện mà ghi ở trên cái thông số ghi trên thiết bị điện trong gia đình mình ấy thì người ta sẽ thường là ghi cái giá trị hiệu dụng chứ không phải giá trị Y0 các em nhá. Vậy thì chốt lại đây là gì, chúng mình cần biết là gì? Khi chúng mình cần rút ra một cái nhận xét là như sau này. Khi mà mình cho cái dòng điện xoay chiều có biên độ là Y0 chạy qua dây dẫn, nó sẽ tỏa ra một nhiệt lượng đúng không? Và cái nhiệt lượng tỏa ra đấy cũng đúng bằng cái nhiệt lượng tỏa ra khi mà mình cho một cái dòng điện không đổ có cường độ Y bằng Y0 trên căn 2 chạy qua dây dẫn, đúng chưa? Ok, tiếp theo thì chúng mình có cái gì? Chúng mình có định nghĩa về cường độ dòng điện hiệu dụng. Thì mình có cường độ của dòng điện xoay chiều. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng mà có giá trị bằng cường độ của cái dòng điện mà không đổ, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu thụ bởi hai cái dòng điện đấy là như nhau. Nhớ nhá. Và từ cái người ta tìm ra cái này thì người ta tìm ra cái giá trị hiệu dụng của Y, thì từ đó kéo theo mình sẽ có một số các giá trị hiệu dụng khác, ví dụ như là U hiệu dụng chẳng hạn, đúng chưa? Thì mình sẽ có công thức tổng quát sẽ là gì? Sẽ là giá trị hiệu dụng. Giá trị hiệu dụng sẽ bằng là giá trị cực đại chia căn 2. Cực đại chia căn 2. Và mình dùng công thức này rất là nhiều, thế nên chúng mình cố gắng là nhớ cái công thức này nhá. Cô thấy trong đề thi năm nào cũng có một cái người ta hỏi về cái này, nên chúng mình nhớ nhá. Chúng mình nhớ là nhớ công thức này giúp cô. Giá trị hiệu dụng sẽ bằng giá trị cực đại chia cho căn 2. Tiếp theo, mình để củng cố lại bài ngày hôm nay. Bài hôm nay thì mình đã học qua 3 phần. Đầu tiên là mình học về khái niệm dòng điện xoay chiều này, mình học nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều này, và mình học giá trị hiệu dụng, đúng chưa? Vậy thì để củng cố lại cái 3 phần này thì mình sẽ đến với phần thứ tư là phần luyện tập. Chúng mình sẽ cùng nhau làm những một số bài tập ở trong sách giáo khoa các em nhé.
Chúng mình cùng sang phần 4 và phần luyện tập này. Bài đầu tiên chính là bài số 4 sách giáo khoa, trong sách giáo khoa chương 66. Đề cho như sau này. Trên một bóng đèn thì có ghi là 220V và 100W. Chúng mình nhớ nhá. Cô vừa nhắc đúng không? Tất cả các số mà ghi trên thiết bị điện ấy thì đây nó biểu thị cái giá trị hiệu dụng nhá, không phải giá trị cực đại mà là giá trị hiệu dụng. Và mình nối cái đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có U bằng 220V. Xác định A là điện trở của đèn, B là cường độ hiệu dụng qua đèn, C là điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 giờ. Bài này nó rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ tìm được cái gì nhỉ? Mình tìm được điện trở của đèn nhá. A của phần A này. R sẽ bằng gì? Ở đây mình biết là U thì bằng 220V, P thì bằng 100W đúng không? Vậy thì R sẽ bằng gì? R sẽ bằng U bình trên P đúng chưa? Và bằng là 220 bình trên 100. Và bằng bao nhiêu đây? 484 ôm. Mình ra R bằng 484 ôm rồi này. Tiếp theo người ta hỏi mình là cường độ hiệu dụng qua đèn. Cường độ hiệu dụng thì Y sẽ bằng gì nhỉ? Phần B. Mình có cường độ hiệu dụng Y sẽ bằng U trên R đúng chưa? U ở đây, U trên R, U hiệu dụng của mình sẽ là bằng 220 rồi. 220 mà chia cho 484 ôm sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 5/11A đúng không? 5/11A các em ạ. Tiếp theo mình cần tìm cái điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 giờ. Điện năng tiêu thụ thì mình sẽ có A sẽ bằng công suất nhân với cả thời gian đúng chưa? Thời gian ở đây mình có 1 giờ này thì mình sẽ đổi cái 1 giờ này về, bởi vì đơn vị là watt đúng không? Mình sẽ đổi cái 1 giờ này về giây nhá. 1 giờ sẽ bằng 3600 giây đúng chưa? Cái này sẽ bằng 1 giờ này thì bằng 3600 giây. Ở đây mình sẽ tính được phần C là mình sẽ tính được cái điện năng tiêu thụ A sẽ bằng công suất nhân thời gian là bằng 100W, công suất P nhân T bằng 100 nhân với 3600. Vậy thì sẽ ra là bao nhiêu nhỉ? 360.000 joule đúng chưa? 360.000 joule. À thế thì chúng mình đã giải xong cái bài này rồi, rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ đến với cái bài số 2. Chúng mình đến với bài đầu tiên là bài số 1, tức là bài số 4 sách giáo khoa trang 66. Đề cho chương sau này. Trên một bóng đèn thì có ghi là 220V và 100W. Nối đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có U bằng 220V. Xác định A điện trở của đèn, B cường độ hiệu dụng qua đèn và C là điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 giờ. Ở đây thì cô có cái chú ý nhắc cho các em luôn này. Khi nãy thì cô đã nhắc rồi đúng không? Cái thông số mà ghi trên thiết bị điện ấy, đây này, 220V, 100W thì nó là giá trị hiệu dụng chứ không phải giá trị cực đại các em nhá. Chú ý đây là giá trị hiệu dụng này. Và cái mạng điện xoay chiều ở Việt Nam chúng ta dùng ấy thì nó sẽ thường là 220V. Ở đây mình người ta cho mình là bóng đèn ghi là 220V, 100W. Tức là mình có cái phần A này đầu tiên nha. Mình sẽ có là U hiệu dụng, tức là U định mức ý. U nó sẽ bằng 220V. Và P thì bằng 100W đúng không? Đầu tiên mình cần tính điện trở thì rất là dễ thôi, áp dụng công thức thôi. R sẽ bằng U bình chia P đúng chưa? R bằng U bình trên P thì U thì bằng 220. Tất cả bình này chia cho P bằng 100. Và tính ra thì mình sẽ ra được cái này bằng 484 ôm. Ok, tính xong điện trở rồi. Phần B người ta hỏi mình là cường độ hiệu dụng qua đèn. Cường độ hiệu dụng thì mình có U hiệu dụng rồi, mình có R rồi, thì mình chỉ cần áp dụng định luật ôm thôi. Y bằng U trên R đúng không? Phần B nha. Thôi gọi có phần B sang đây này. Phần B mình có Y thì bằng U trên R bằng 220 chia cho 484. Và cái này sẽ ra là 5/11A.
Ok, xong phần B. Đến phần C này. Người ta hỏi mình điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 giờ. Thì điện năng tiêu thụ mình học rồi đúng không nhỉ? Mình sẽ tính bằng công thức là công suất nhân với thời gian T. Ở đây công suất đơn vị là watt, thế nên mình sẽ đổi cái 1 giờ này sang giây nhá. 1 giờ sẽ bằng gì? 1 giờ sẽ bằng 3600 giây. Đúng chưa? Vậy nên cái điện năng tiêu thụ A sẽ bằng P nhân T. Bằng P là 100 này, nhân với T là 3600. Và cái này sẽ ra là 360.000 joule. Vậy là mình đã làm xong cái bài số 1 rồi, rất là đơn giản đúng không nhỉ? Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng sang đến bài số 2. Chúng mình đến với bài 2, tức là bài số 10, trang 66 sách giáo khoa. Đề cho như sau này: một đèn điện có ghi là 110V, 100W mắc nối tiếp với một điện trở là R và một mạch xoay chiều có U bằng 220 căn 2 sin 100 omega T. Để đèn sáng bình thường thì R phải có giá trị là bao nhiêu? Thế thì bài này nó như sau các em ạ. Nó có một cái đèn điện mắc nối tiếp với một điện trở. Đây nhá, nó sẽ có một cái đèn như thế này, mắc nối tiếp với một điện trở. Cái đèn này mình biết được là nó bằng 110V và 100W rồi. Tức là U định mức của nó là 110V và P định mức nó sẽ bằng là 100W. Đúng chưa? Mắc nối tiếp với một điện trở R có cái U bằng 220 và một mạch xoay chiều có U bằng 220 căn 2 sin 100 omega T. Tức là hai cái này được lắp với một cái mạch xoay chiều. Đúng chưa? Có giá trị là U. Người ta hỏi mình để đèn sáng bình thường thì R phải có giá trị là bao nhiêu. Đầu tiên mình sẽ tính được cái gì nhỉ? Mình sẽ tính được Y, đúng chưa? Để tính R này thì mình sẽ tính được UR, phải tính được UR và IR để mình áp dụng điều luật ôm tính ra R, đúng chưa? Thế thì ở đây đầu tiên mình sẽ tính được cái Y. Công suất P thì bằng U nhân Y, thế nên Y sẽ bằng là P chia U, đúng chưa? P chia U bằng 100 chia cho 110 sẽ bằng 10 phần 11 ampe. Tiếp theo này, mình có cái mạch xoay chiều có U bằng 220 căn 2 sin 100 omega T đúng chưa? Thì mình sẽ biết được cái giá trị U của mình bằng bao nhiêu nhỉ? U các em nhớ đây, tất cả phải làm là đều là U hiệu dụng nhá. U hiệu dụng ở bài này sẽ bằng gì? U bằng mạch hiệu dụng ấy, nó sẽ bằng là 200 căn 2 chia cho 2 chia cho căn 2. 220 căn 2 chia căn 2. Giá trị hiệu dụng thì bằng giá trị cực đại chia căn 2 mà đúng không? Nó sẽ bằng 220V. Tiếp theo, vì ở đây mạch mắc nối tiếp, thế nên là U đèn cộng với UR sẽ ra U. Mà mình biết cái U đèn bằng 110 rồi. Thế thì mình sẽ tính được cái U R sẽ bằng gì nhỉ? UR sẽ bằng U trừ U đèn. Đây cô sẽ để cái này là U đèn nha. U trừ U đèn thì cái này sẽ bằng là 220 trừ đi U đèn là 110. Cái này ra là 110V. Ok. Tiếp theo, đến bây giờ mình tính dễ rồi đúng không nhỉ? Mình ra được Y rồi này. Mình ra được R rồi này. Mạch nối tiếp nên Y bằng nhau. Thế nên cái Y đèn cũng bằng luôn IR và bằng 10 phần 11. Để tính được R ở đây mình áp dụng định luật ôm R bằng U trên Y. Và bằng là, cái này là UR trên IR nha. UR bằng 110 chia cho IR. IR bằng cái Y đèn sẽ bằng 10 phần 11. Cái này tính ra bằng 121 ohm. Vậy đáp án của bài này sẽ R. Để đèn sáng bình thường thì R phải có giá trị là 121 ohm. Vậy thì chúng mình đã làm xong, vừa làm xong hai bài tập để củng cố lại phần kiến thức ngày hôm nay, đúng chưa? Thì chúng cô sẽ phải kết thúc cái bài giảng hôm nay tại đây. Cô mong là sau cái bài giảng này sẽ giúp các em hiểu hơn về phần đại cương và dòng điện xoay chiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Hẹn gặp lại các em sau những bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.